Hello, Thái xin chào tất cả anh em nha. Sáng giờ Thái vừa làm xong một cái chuồng nè anh em. Đấy, có mấy máy ton nè, có cái chuồng, có cái sàn, có sẵn 10 cái chuồng rồi. Thái cũng chưa biết con nuôi con gì hết trơn á. Rồi đây nè, Thái thấy có cái ao nè. Thái tính dùng cái lưới, rồi Thái tắn là một chút xíu. Trên đây có một cái bờ nữa. Thái sẽ đi ra chợ kiếm con gà ăn vịt á. Chắc con vịt đi anh em, nó hợp lý hơn. Đấy, Thái cho nó sống vừa có bờ, vừa có ao luôn. Rồi tối nó còn nhỏ thì Thái sẽ bỏ nó vô trong cái lồng này để tránh những con chuột ấy nó vô nó ăn. Đó. Còn bây giờ thì đang làm tùm lum hết trơn nè. Đó. Rau chậu khá là nhiều luôn. Thái quyết định rồi. Bây giờ Thái ra chợ nha. Thái ra chợ Thái sẽ kiếm bếp ngoài chợ về Thái nuôi. Nhờ Hoàng chở Thái. Ok, let's go. Đi ra chợ nào. Ủa gì nặng quá vậy Hoàng? Đây nè anh em, cái cầu của Thái này. Để Thái với Hoàng qua cho anh em xem nha. À, Hoàng nó quýu liền cái cầu nó làm mà nó quýu anh em. Trời ơi, chạy qua bình thường. Chạy qua đàng hoàng. Anh em thấy ok chưa? Cái dèo của Thái vừa làm xong này. Ok. Ôi ơi, cái đường chưa phát cỏ xong rồi anh em. Thái vừa mới làm cái hàng rào luôn nè mọi người. Đó. Hàng rào này, nó của Thái nè. Này có bụi gừng, bụi ghiền. Ok, để Thái xuống Thái mở cửa. Rồi, ra chợ rồi Thái sẽ quay cho mọi người xem ra tiếp chợ nè mọi người. Dòng xuống dưới này đi Hoàng. Nãy anh thấy dưới này có chỗ bán gà lớn nè. Không biết có bán gà con không? Vịt con gì không? Chờ Thái chút xíu nha mọi người. Vịt giật quá thì cũng ráng ra để mua mấy bé bét về quay cho mọi người xem. Với lại trong cái tiệc tình cóc á thì cũng nuôi trong đó cho nó ok. Ồ kìa. Đó gà con này. Gà con vịt hả? Vịt sim đâu? Đó. Bồ câu nữa. À vịt sim nè. Có vịt nè anh em ơi. Đây vịt nè. Trời ơi vịt nhiều quá. Chip. Để Thái hỏi coi nhiêu con cưng cho anh em. Chip. Có cái ghi là bồ câu. Đây có con gà tre. Vịt này bao nhiêu một con anh? Mua 1-2 con là 30 ngàn con. Chứ mua bao nhiêu mới là rẻ? Mua 1 con là 280. Một chục con là tính là 20 ngàn con hả? 28 ngàn một con. Rồi dữ vậy hả? Một con 2 con là 30 ngàn con. Một con là tới 28 ngàn là anh em. Vậy là một 3 con là gần 100 ngàn á, không? 3 con thì chính. 4 con được không? Hay là mua 10 con? Hả? Ờ vậy là 10 con 280 hả? Đúng không? Ok nha anh ơi, vậy là lấy gì cho em lựa nha. Con nào ngó mình cái mình bắt nha anh em. Đây, một con. Cầm cho anh kiếm cái gì giờ bỏ cho anh bỏ vô Hoàng. Ăn nó nóc nè. Con này nó có cái chớp lên đầu nè anh em. Hai con. Nè anh em. Hai con. Đó, để hai lựa tiếp nha. Bên này đi. Ba con. Ra đây con. Ra đây con. Này được không? Để quay cho mọi người xem nè. 4 con. Đây. 5 con. Ô, chip 5 con. Có con vịt đen đuôi nè. Mà nó nhỏ xíu này nó đẹp nè. Vịt này nè anh em. Ờ 6 con. Con vịt này thấy nó đẹp nhất bầy mà nó đen đuôi nè anh em. Mà chơi luôn.
7 con nè. Ơi đâu rồi, tụi bay ở đây về nhà nè. Đây được không? Để coi. 8 con. Về đây con. Chín con nó kêu nè anh em. Ai con cuối con, 10 con mà dưới cái tai nghe của anh rồi, lấy cái tai nghe anh hoàng hoàng dưới cái tai nghe của Thái mọi người. Đây chip 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 rồi vô đây khuyến mãi không à, anh có khuyến mãi con nào không? Chờ khuyến mãi em con đi. Khuyến mãi cho ông con đi. Không bắt con nữa chẳng 300. Được chưa? Không đem lựa cho. Con nữa 300 ngàn anh em. Là 11 con phải không? À. 11 con nha anh em. Ok. Rồi Thái sẽ cho em cái nồng này luôn đúng không? Ok tính tiền 300 ngàn anh em ơi. Còn gà nữa nè anh em, bữa nào Thái đi coi gà sao? Có hai con gà đen kìa. Bồ câu phía gà. Dạ. Ở đây có mấy con gà, gà tàu. Gà tre. Quá trời gà nữa. Ok. Hey, lên đường đi về. Thôi khỏi dán đi không sao đâu anh ơi. Em về, em ôm về được. Bây giờ là Thái với Hoàng sẽ đi tìm cái chỗ mà người ta bán cám anh em, cám cho gia súc gia cầm nha. Nhưng mà cái khu đường chợ này là Thái với Hoàng là không có quen thuộc, nên chạy nãy giờ vòng vòng mà chưa có thấy cái chỗ nào bán cám hết. Chắc có lẽ là về hôm nay là đi kiếm rau với lại cái gì đó cám cá, Thái sẽ băm ra trộn cho ăn đỡ. Đây, như vậy là Thái đã về tới khu trang trại của mình đây. Rồi bây giờ là Thái sẽ đi vô nhà và set up một cái chỗ nuôi thật là cute for my way luôn cho tất cả các bạn xem. Đấy, còn cái chuồng như thế nào thì các bạn đừng rời khỏi màn hình nha. Trước tiên thì Thái sẽ nhờ Hoàng lấy một cái tấm lưới. Cái tấm lưới này là khoảng 2 mét nha anh em. Hoàng sẽ lội xuống và bo một cái khoảng nước. Cái khoảng nước này là dành cho những bé dịch của Thái nó sẽ tắm nha mọi người. Đây, Thái sẽ bo như thế này. Rồi, ở hai cái đầu lưới này Thái sẽ dùng một cái cây. Đây có dư một cái cây sắt này. Thái sẽ cắm xuống để Thái giữ hai cái đầu của cái bờ mép á anh em. Rồi, còn cái này thì Thái sẽ lấy kẽm. Đấy, Thái sẽ buộc vô trong này. Đây, Thái buộc vô này. Đó. Rất là đơn giản đúng không mọi người? Thì Thái làm theo kiểu cây nhà lá vườn mà. Cute là được. Đấy. Lần đầu tiên rời khỏi thành phố để ra những cái nơi mà có ao hồ rồi cây cỏ như thế này để làm một cái trang trại thật là thú vị luôn. Trang trại thì nói nó hoành tráng quá, Thái chỉ làm một cái gì đó theo cái sở thích của mình thôi, cái đam mê của mình thôi mọi người. Đó. Hy vọng là anh em sẽ đón nhận. Rồi, ở đây có một cái tấm tôn ngắn ngắn này, Thái sẽ chắn lại để cho những bé dịch con nó không đi ra. Như vậy là xong rồi anh em. Đó, trên này có cạn này, ở dưới đây có chỗ tắm này. Tiếp theo thì Thái phát hiện ở khu đất của chủ đất có một cái này giống như là cái máng nước cho gà. Lúc trước chắc chủ đất nuôi gà đó anh em. Rồi, Thái sẽ móc lên. Khá là nặng luôn. Đây là một cái thau nhôm rồi đổ xung quanh xi măng á, nên nó nặng lắm. Cho Hoàng nó ginh nè, nó đi không nổi luôn kìa mọi người. Đó, rồi Thái sẽ bắt đầu đọc vô chuồng dịch và Thái cuốc một cái khoảng tròn để Thái bỏ cái máng này vô. Cái máng này chúng ta có thể làm máng nước hoặc là máng ăn. Nhưng mà kế bên của chúng ta có một cái hồ tắm như vậy thì chắc dịch nó cũng không có uống nước đâu mọi người. Thái sẽ làm máng ăn. Rồi những cái đất mà Thái móc lên á, Thái sẽ tấn ngay chỗ mà mấy cái thiết á. Đó, để cho nó chắc chắn. Rồi Thái sẽ tấn lấy cái đất Thái đập vô tấn những cái khe hở á, để tránh những con vịt nó ra. Rồi bây giờ là bắt đầu bỏ cái máng xuống nè.
Đấy, rất là cute. Cái chuồng rất là đáng yêu đúng không mọi người? Thì mình cũng chả biết làm chuồng vịt đâu. Thì mình thấy là vịt nó hay xuống tắm này, rồi lên đây nó ăn, rồi nó phơi nắng này. Đó, mình làm thôi. Và bây giờ là rửa máng nha anh em. Chuồng vịt thì làm cây nhà lá vườn mà anh em thấy rất là thú vị đúng không? Toàn là tôn với lại lưới, rồi nửa khô nửa cạn. Đấy. Rồi bây giờ là kỳ cọ sơ này. Cái máng này là nó cũng để dưới đất khá là lâu rồi, nên nó cũng đóng rêu, đóng nhớt rất là nhiều. Nói chung là Thái tận dụng lắm. Thái tận dụng những cái gì mà người ta không xài nữa. Các bạn mà theo dõi Mi Thái Channel thì các bạn cũng đã biết rồi, Thái là một người rất là tận dụng những cái gì mà người ta không xài bỏ đi để setup nuôi những con bé cưng của mình. Đây, đây là 11 chú vịt. 11 chú vịt mà Thái vừa mới mua 300 ngàn đó anh em. Rồi bây giờ thả vịt ra để nó leo ra không được anh em, để cho ngoài nó bắt ra nha. Anh em ơi, mùa dịch Covid quá trời luôn, anh em cũng nhớ cẩn thận nha. Thái hy vọng là 11 bé dịch này sẽ đem đến bình an, đẩy lùi dịch Covid. Dịch Covid mà gặp dịch sim của Thái là chạy luôn nha. Rồi, Hoàng đã thả hết dịch ra rồi mọi người. Trời ơi, nó té xuống kìa. Bây giờ nó té xuống thì Thái mới phát hiện là nếu mà cái bờ này nước mà nó thấp á, thì dịch nó sẽ leo lên không được á, tại vì những bé dịch này nó khá là nhỏ. Nên Thái sẽ làm một cái cầu. Đây, Thái lấy một cái miếng mũ có lỗ lỗ này nè, Thái sẽ để xuống ấy, một nửa nước, một nửa càng, để cho những bé vịt đó nó sẽ đi trên cái cầu này này, nó đi lên bờ. Tránh trường hợp là những bé vịt nó cứ ngâm nước ngoài luôn là nó cúm và nó chết luôn nha mọi người. Thái sẽ dùng hai cái cây tre này cắm xuống để giữ im cái cầu cho nó. Đấy, bên đây một cây này, bên góc bên này một cây nữa. Như vậy là xong cái cầu rồi anh em. Thái thì chỉ setup đỡ như thế này thôi. Khi nào mà cái bầy vịt này này nó lớn á, thì Thái sẽ làm một cái chuồng rộng hơn, một cái khu rộng hơn. Những bé vịt nó còn nhỏ đó anh em, thì Thái sợ đâu là rắn này, rồi những con bé chó bên nhà anh Nhật hoặc là những con bé chó của Thái nuôi á, nó ra nó nhiều khi lại nó cẩu sực luôn á anh em. Như vậy là xong cái đàn vịt 11 con của Thái. Ô, con cái này nó bơi nè anh em. Wow, nó lặn luôn, nó lặn chuối nó bơi ghê không mọi người. Này, để Thái quay cho mọi người xem cái con nào nó bơi không nè. Để Thái quay gần gần cho mọi người xem. Ấy, rất là cute luôn. Này, bé vịt đen thui này. Ô, bắn là lặn nè anh em. Rất là đáng yêu đúng không? Lần đầu tiên là Thái nuôi vịt mà có cái ao, rồi có cái chỗ khô, chỗ cạn như thế này luôn. Và setup thì Thái thấy là rất là đơn giản mà cũng khá là đáng yêu, rất là tuyệt vời luôn. Nó bơi kìa, nó bơi kìa anh em. Đấy, như là cái quả tiễn tàu ngầm nước rồi anh em. Bắn chứa cái đầu nhìn rất là cute luôn. Đấy. Ồ, tắm kìa, tắm quá trời tắm luôn. Tại bây giờ là cũng rất chiều rồi anh em, khoảng 4 giờ rồi. Tại thấy sợ là khi mà tắm nhiều quá đó, những con bé vịt này nó không có ánh nắng nó phơi, rồi lông nó sẽ bị không khô á. Nên Thái cũng cho tắm ít thôi. Rồi Thái sẽ dùng dao và một cái gỗ, Thái đi qua nhà anh Nhật hàng xóm xin mấy cái rau mà ảnh trồng trong mấy cái khay này. Rau này là ảnh trồng ảnh ăn á, mà Thái qua là Thái cắt về, Thái bầm ra cho vịt luôn nè anh em. Đấy, để Thái bứt một ít nha. Rất tiếc là Thái qua Thái hỏi anh Nhật là có cám không, cám nhuyễn không, anh Nhật cũng không có. Chắc có lẽ là hôm nay Thái sẽ bầm rau và cho ăn rau không nha mọi người, không có cám gì luôn. Tính đi bầm chuối mà không có cây chuối nào hết, nên thôi cứ có rau lang rau muống thì cứ bầm đỡ cho chúng nó ăn á. Rồi sáng mai thì Thái sẽ chạy ra cái chỗ mà bán cám chiên cho gà vịt á, Thái sẽ mua một ít cám rồi về Thái sẽ trộn chung cho nó ăn, nó sẽ dễ hơn. Còn trước tiên thì Thái sẽ bỏ rau muống vô xem những bé vịt con của Thái nó có ăn hay không. Đó, Thái đổ vô nè mọi người. Thì cũng chạy vô lên ăn kìa mọi người. À, như vậy là khá là đơn giản, khá là cute luôn. Trong một ngày chủ nhật của Thái thì làm chuồng, làm trại này, rồi đi ra chợ, rồi setup mua vịt này. Rất là đơn giản nhưng mà Thái cảm thấy rất là thư giãn. Không biết là mọi người xem video của Thái có cảm thấy là thư giãn hay không.
Những bạn mà xem channel của Thái, xem được những video của Thái này, nếu mà các bạn mà muốn Thái nuôi con gì và setup chuồng như thế nào đó thì các bạn cứ comment bên phía dưới nha. Thái sẽ cố gắng và sắp xếp, nếu mà nuôi được thì Thái sẽ review và nuôi cho tất cả các bạn xem. Còn những bé vịt này khá là nhỏ này, Thái có làm một cái chuồng từ sáng giờ này, có một cái chuồng sàn này, Thái sẽ tối Thái sẽ cho Hoàng nó bắt, nó bỏ vô những cái lồng nhỏ 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 trong này nè anh em, để tránh những trường hợp là con chuột hay là con rắn nó vô nó ăn. Đấy, rất là đơn giản đúng không? Thôi, Thái xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.